Hân hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đang đến với kênh Tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: loạt bằng chứng chứng minh Minh Hằng phim giả tình thật với Quý Bình. Sự thân mật của cặp đôi này khiến người hâm mộ không khỏi cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã trên mức tình bạn từ lâu. Thời gian qua, Minh Hằng và Quý Bình liên tục sánh đôi bên nhau và là cặp đôi hàng đầu cho nghi vấn phim giả tình thật. Sở dĩ cả hai bị cho là có mối quan hệ tình cảm bởi không chỉ qua ăn ý trong phim mà ngoài đời, Minh Hằng và Quý Bình cũng vô cùng tình cảm. Có thể nói, bao giờ có yêu nhau đánh dấu rất nhiều lần đầu tiên của cả Minh Hằng và Quý Bình. Đặc biệt, cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp của Minh Hằng cũng là đóng cùng với Quý Bình trong phim điện ảnh lần này. Chưa kể, dù từng đóng nhiều phim tình cảm, Minh Hằng cũng chưa một lần phải đóng cảnh hôn sâu. Nhưng với Quý Bình, cô phải có đến 10 cảnh hôn như vậy. Không chỉ tình tứ trên phim, ngay cả khi xuất hiện cùng nhau, hai ngôi sao này cũng khiến nhiều người ngạc nhiên vì những chiêu bày tỏ mà trước đây chưa từng sử dụng với bạn diễn nào. Minh Hằng từng đóng cặp với nhiều nam diễn viên điển trai. Tuy nhiên, phải đến khi đụng Quý Bình thì người ta mới thấy cô thoải mái trao những nụ hôn trước ống kính phóng viên như bây giờ. Số lần mà Quý Bình và Minh Hằng ôm ấp hôn nhau và trao nhau những ánh mắt đắm đuối tại các buổi họp báo ra mắt phim hầu như không hề đếm xuể. Việc trao nhau những cử chỉ thân mật khó chối cãi càng khiến nhiều dấu chấm hỏi về mối quan hệ của hai người được đặt ra, tỏ tình và hôn nhau trong sự kiện. Nụ hôn trừng phạt mà Quý Bình dành cho Minh Hằng khi cô đến muộn, chăm sóc cho nhau trước đám đông. Ánh mắt Quý Bình luôn không rời khỏi Minh Hằng, hồn nhiên ôm ấp đụng chạm khi ở cạnh nhau. Trong quá trình thực hiện Bao Giờ Có Yêu Nhau, Quý Bình và cô đồng nghiệp xinh đẹp cũng dành cho nhau những sự quan tâm chăm sóc khiến người khác phải ghen tị. Khi Minh Hằng bị đau dạ dày tại Di Linh Lâm Đồng, Quý Bình đã thể hiện sự ga lăng bằng việc sẵn sàng cõng cô suốt một quãng đường dài để đến khu vực quay phim. Sau khi đến nơi, anh vẫn rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bạn diễn nữ. Ngoài ra, khi thấy trời hơi lạnh, Quý Bình còn chủ động cầm tay Minh Hằng để xoa cho cô bớt lạnh. Khi trời nắng, anh đứng cao hơn để che nắng cho cô. Sự quan tâm của Quý Bình khiến Minh Hằng thú nhận là cô cảm thấy vô cùng xúc động. Đáp lại, Minh Hằng cũng rất biết chăm sóc cho Quý Bình. Khi thực hiện cảnh quay ở bầu cát trong thời tiết nắng chói chang, cô liên tục giúp Quý Bình bôi kem chống nắng và thậm chí đưa cho anh cả thuốc viên chống nắng. Ngoài những giờ quay căng thẳng, cặp nam nữ chính này vẫn dính nhau chẳng khác gì trên phim. Đối với nghi án tình cảm của mình, Quý Bình và Minh Hằng từng khéo léo dùng những câu trả lời gián tiếp kiểu như tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu, hay chỉ xem Quý Bình là một người anh thân thiết. Tuy nhiên, nhìn vào độ khăng khít giữa hai người, chuyện phim giả tình thật không phải là không có khả năng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!